I love you. Thank you. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hồng Nhạc 1.0. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu series những hợp âm add hoặc những hợp âm dẫn trong giọng la thứ để chúng ta đệm hát cho nó hay. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu hợp âm thứ 7 dáng 5. Chúng ta cùng đi vào bài học nhé. Ok, sau đây chúng ta sẽ ôn lại kiến thức một chút. Thì trong giọng la thứ thì ở trong trường các bạn học là la thứ là bậc 1 thì gọi là T, bậc 4 là rê thứ là gọi là S, bậc 5 mi trưởng là gọi là D. Đó, T, S, D. Đó, bậc 1, bậc 4 và bậc 5. Ở trong trường thì chúng ta được học thêm một hợp âm nữa là hợp âm DD. Đó, D là át đúng không ạ? DD tức là át của át đúng không ạ? C trưởng là át của mi, xong mới quay về la đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta sẽ thay những bậc DD của những bậc 4 và bậc 5. Thì bậc 5 có D là C7 đúng không ạ? C7 là át của mi đúng không ạ? Thì bậc 4 rê thứ thì chúng ta có át là gì ạ? La trưởng đúng không ạ? Thì chúng ta quay về D. Đó, thì ngoài trong giọng la thứ là có mi này, hút về la thứ này, thì chúng ta có si hút về mi này, hoặc là la trưởng hút về rê thứ. Thì hôm nay chúng ta sẽ thay toàn bộ những hợp âm DD này bằng hợp âm thứ 7 dáng 5 để chúng ta có một cái sức hút nó khác đi và nó cũng sẽ hay hơn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thay hợp âm si, si trưởng này bằng hợp âm si thứ trước này, 7 này, dáng 5 này. Đó, các bạn tìm hợp âm thì các bạn cứ phải làm chuẩn cho mình là ví dụ các bạn đọc si thứ 7 dáng 5 thì các bạn đầu tiên bấm si thứ đó này, xong rồi 7 này, dáng 5 này. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ thay hợp âm la trưởng để hút về rê thứ ấy. Thì chúng ta thay hợp âm la trưởng này bằng hợp âm đô thăng thứ 7 dáng 5. Thì đô thăng thứ này, 7 này, dáng 5 này. Đó, chúng ta thay là cái này bằng cái này. Đó, bình thường là cái này là mi. Bây giờ thay bằng cái này. Đó, còn la và rê thì bây giờ chúng ta sẽ thay bằng đô thăng thứ 7 dáng 5 về rê. Sau đây chúng ta sẽ đi vào một số bài để chúng ta thực hành nó nhé. Rồi, mọi người nhìn cho mình bản nhạc màu đỏ là những hợp âm mình tải trên phần mềm trên trong web hợp âm chuẩn đấy, có lời bài hát là hợp âm ấy. Còn hợp âm màu xanh là mình đã thay vào. Thì ở giai điệu này ví dụ như là chỉ một ánh mắt đang đợi em chờ, thì chúng ta thay bằng hợp âm si thứ 7 dáng 5 đúng không ạ? Thì khi chúng ta thay bằng hợp âm si thứ 7 dáng 5 thì cái chỗ mà chỉ một ánh mắt đang đợi em chờ, anh ngỡ như la thứ thì chúng ta phải thay bằng mi. Tại vì chúng ta đang là si thứ 7, mình làm lại này này. Bây giờ mình sẽ thay luôn nhé. Chỉ một ánh mắt đắm đuối em chờ. Đó, thay bằng si thứ 7, dáng 5. Chờ anh ngỡ như. Thì bây giờ phải thay la thứ bằng mi 7 đúng không ạ? Anh ngỡ như ánh sao trên trời. Đó, thì chỗ này chúng ta sẽ được sức hút là rê qua si thứ 7, dáng 5, qua mi và quay về la. Mình đánh lại bản hợp âm màu đỏ nhé. Chỉ một anh mắt đang đưa em chào, anh ngỡ như sao trên trời. Mình sẽ thay bằng hợp âm dẫn này, nhưng hợp âm màu xanh này. Là thứ nhá. Chỉ một anh mắt đang đưa em chào, anh ngỡ như ánh sao trên trời. Rơi vào tim này một ngàn yêu thương, anh mong anh sao trời. Đó, thì chỗ này chúng ta
Nếu mà chúng ta thay chỗ son trưởng bằng hợp âm la 7 này, trên đô này, đô thăng này, để chúng ta sức hút nửa cung này nó sẽ hút hơn là bình thường. Nếu chúng ta cứ đánh theo âm gốc này, chỉ muốn anh ngăn năm đôi em chào, anh ngỡ như ánh sao trên trời rơi vào tim này, muôn ngàn yêu thương anh mong ánh sao trời kia, anh mong anh sao trời kia, nó sẽ không không hay bằng anh mong anh sao trời kia, đúng không ạ? Thì chỗ này chúng ta, nếu mà chúng ta có thể thay được bằng la 7 trên đô thăng, chúng ta có thể thay được bằng hợp âm gì ạ? Đô thăng thứ 7 tháng 5 về rê đó. Nhưng mà chỗ này thì chúng ta lên để hợp âm la 7 trên đô thăng thì nó sẽ hay hơn là hợp âm đô thăng thứ 7 tháng 5. Thì tí mình sẽ sang một bài khác đó. Mình sẽ nói lại nhá, là từ này bắt đầu là thay này. La từ đó. Bây giờ mình sang một bài khác nữa thì mình sẽ thay thử cái hợp âm đô thăng thứ 7 tháng 5 để vào rê nhé. Rồi mình sẽ đánh mẫu một giai điệu đoạn này. Đó, chỗ này mình đã thay bằng hợp âm rê thăng diêm 7. Đó, mình giai điệu của mình là son về rê thì nó sẽ không hay, thì chúng ta sẽ thay bằng đô thăng diêm 7 à, đô đô thăng thứ 7 tháng 5 để chúng ta về rê thứ, đúng không ạ? Mình sẽ làm lại này nhé. Ok, mình xin dừng video ở đây. Chúc các bạn có thêm những màu sắc mới cho những bản đệm hát của mình nha. Xin hẹn các bạn ở những video lần sau.